lại là em đây, cày chảo Vũ Hải. Nhiệt liệt chào mừng anh em trở lại với YouTube cày chảo Vũ Hải trong buổi sáng ngày lễ 30 tháng 4 năm 2023 hôm nay. Hôm nay thì em lại bố trí bàn giao các cái sản phẩm của mình về vùng đất Chí Linh, Hải Dương. Thì sản phẩm này là em bàn giao cho anh Tuyên với hai chiếc máy của anh đang có là 2402, được anh đặt và kết nối cho anh là hai dàn bừa lan kép. Đó, hai dàn bừa lan kép. Ngoài ra thì hai dàn cày 4 chảo, sử dụng đường kính chảo là 480, lưỡi sử dụng nhập khẩu của Ấn Độ. Khung thì sử dụng là khung mặt bích kẹp bu lông để tiện cho anh em di chuyển rồi là tháo rời hoặc là vệ sinh bảo dưỡng. Đấy, ngày hôm nay thì như anh em thì là 30 tháng 4 là có một cái lễ rất là to, nhưng em đây thì lễ của em thì lại còn to hơn. Đó là cái nhiệm vụ của mình, được bàn giao cũng như là cống hiến cái chút sức lực của mình đến anh em cũng như là bà con mọi miền của Tổ quốc. Anh em và bà con có nhu cầu sử dụng sản phẩm của bên em thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại là 0982 975 256 hoặc là 0936 975 256. Ngoài ra thì có thể đến trực tiếp địa điểm xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình để anh em có thể là tận mắt chứng kiến quá trình sản xuất cũng như là chế tạo và ra sản phẩm cày chảo Vũ Hải. Đây thì em đang còn một chiếc dàn cày này nữa. Trời thì hơi là đang mưa một chút nhưng mà chắc cũng không ngại lắm đâu. Một chút xíu nữa thôi thì em sẽ hoàn thiện lắp nốt cho anh em vài cái lá chảo, sau đó là sơn cho anh em một lượt. Anh ơi chạy xuống dưới này, đi thẳng đến ngã ba rẽ phải khoảng 50m. Và trong kia là một chiếc bừa lăn 2m2 dành cho chiếc máy là Yama 351. Đấy, hai sản phẩm này thì sẽ hoàn thiện để ngày hôm nay em phục vụ nốt cho bà con Khánh Mậu Yên Khánh Ninh Bình và Khánh An Yên Khánh Ninh Bình. Đó, xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian vàng ngọc và để ý video của em. Anh em nào ưng ý cũng như là quý mến em thì cho em một tim một like, bấm đăng ký và theo dõi kênh của em. Còn anh em nào mà có thể là không hài lòng hoặc là không ưng ý hoặc là không thích trang của em hoặc là không vui vẻ với trang của em thì anh em có thể bỏ qua, và mong anh em đừng vào ném đá hay là ném gạch, vì là đến lúc đấy là em phải gánh nặng tội nặng nề lắm. Ôi, em xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau.